Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử 4 bị cáo, gồm Lê Thạch Tuấn, 34 tuổi, Nguyễn Mạnh Cường, 28 tuổi, Sái Đình Hương, 28 tuổi, Trần Tu Anh, 27 tuổi, cùng trú tại thành phố Hà Nội về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, năm 2021, Tuấn đi tìm việc làm và được một người chưa rõ lai lịch thuê mở tài khoản ngân hàng. Ngoài Cường, Hương và Tu Tú Anh, Tuấn còn tìm thêm được 8 người để lập nên nhóm thu mua tài khoản ngân hàng. Nhóm này hoạt động rất tinh vi, chỉ cần đột ảnh thẻ cá nhân cho người cầm đầu đã thuê Tuấn. Từ đây, các thành viên khác có được giấy tờ SIM để mở tài khoản ngân hàng bán lại cho Tuấn, và người cầm đầu với giá giá lệch cao hơn mỗi lần bán lại. Các điện thoại SIM đều đồng bộ iCloud để lưu trữ và sử dụng chung mật khẩu. Mỗi thành viên chỉ được đăng ký tối đa 15 tài khoản. Chỉ trong 4 ngày, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, nhóm tuấn từ hà nội vào đà nẵng dùng căn cứ công dân giả đi đến nhiều căn hàng mở được 91 tài khoản nếu bán trót lọt cho người thuê sẽ thu về 80 triệu đồng tòa án nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt 4 bị cáo mức án từ 2 năm tù đến 2 năm 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức